Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Hàng Hóa Thái Thắng. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục mang đến cho mọi người thêm một dòng sản phẩm đèn pin công trường siêu sáng đến từ thương hiệu Sapphire mọi người. Và Sapphire là một trong những thương hiệu sản xuất đèn pin rất nổi tiếng ha. Và mình cũng đã từng giới thiệu rất là nhiều những dòng sản phẩm đèn pin siêu sáng đến từ thương hiệu Sapphire rồi nha mọi người. Đây, và mã sản phẩm ngày hôm nay là FS1A nha mọi người. Thì đèn pin công trường này nó có rất là nhiều cái dòng ha, FS1A và FS1H nha mọi người. Và mình sẽ từ từ giới thiệu đến mọi người những dòng tiếp theo. Đây, và ngày hôm nay là FS1A rồi. Và đây là cái hộp của sản phẩm ha. Sapphire thì thiết kế cái hộp rất là đơn giản rồi. Ở đây thì mình sẽ có cái hình của cái sản phẩm ha. Đây, và logo thương hiệu Sapphire trên đây. Ở mặt bên hông thì mình sẽ có những cái thông số kỹ thuật nha mọi người. Đây thì mình sẽ có cái mã sản phẩm là FS1A ha. Công suất của đèn là 25W nha mọi người, và trọng lượng là 980g, giải nhiệt màu là 8000K nha mọi người. Đây, và chống nước tiêu chuẩn IP54 ha, mình có thể sử dụng cái đèn này trong cái nhiều cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt nha mọi người. Đây, và ở đây thì tiếng Trung mình không biết ha. Đây, và ở đây thì mình sẽ có nguồn là DC 5V 1A nha mọi người, và kích thước là 220x165x265mm ha. Đây, và cái nhiệt độ hoạt động là từ 10 đến 40 độ C nha mọi người. Đây. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp dòng sản phẩm đèn pin công trường FS1A này ra luôn. Đây. Mình có thể sử dụng những cái dòng đèn pin công trường công suất chiếu sáng cao này cho những cái hoạt động như là những nơi mà yêu cầu cái diện tích chiếu sáng rộng nha mọi người, như là công trình xây dựng hoặc là phim trường, trang trại, hoặc là mình sử dụng trong mục đích cắm trại, tuần tra cứu hộ cứu nạn rồi, hoặc là sử dụng thắp sáng chiếu sáng cho gia đình của mình ha. Đây. Chung thì có rất nhiều cái mục đích ứng dụng trong cuộc sống. Đây thì mình sẽ có catalog hướng dẫn sử dụng nha mọi người. Đây. Ở đây thì hãng nó sẽ kèm theo cho mình một cái chim đế nha mọi người. Đây. Chim đế ha. Đây. Ngoài cái bộ đế gắn trên đèn thì mình có thể sử dụng cái chân này nha mọi người. Này mình đặt nó chắc chắn hơn, cố định nó chắc chắn hơn ha. Và đây thì mình sẽ có một cái cáp sạc nha mọi người. Cáp sạc này thì nó sẽ sử dụng nguồn sạc là cổng đầu USB nha mọi người. Thì mình có thể tận dụng những cái nguồn sạc như là sạc cốc sạc của điện thoại ha, hoặc là sạc dự phòng, sạc laptop, hoặc là sạc cổng sạc USB cho ô tô nha mọi người. Đây. Và đặc biệt thì cái đèn này mình có thể điều khiển từ xa rồi thông qua cái remote này ha. Đây, ở trên đây thì có nút bật tắt ha, nút điều chỉnh độ sáng nha mọi người, nút chuyển chế độ và hẹn giờ. Đây. Hẹn giờ ha, rất là đầy đủ. Đây, và đây là cái sản phẩm chính chúng ta nha mọi người. Thì mình sẽ có cái logo thương hiệu Sapphire trên đây nha mọi người, và cái hệ thống đèn LED của nó rất là khủng nha mọi người. Đây, thì nó sẽ được trang bị lên đến 48 bóng LED ánh sáng trắng ha. Đây. Và cái giải nhiệt màu của nó là 8000K nha mọi người. Đây. Và cái cường độ sáng cực đại của dòng đèn này là 850 lumen nha mọi người. Thì mình có thể chiếu sáng cho cái diện tích rộng ha, hoặc là những cái nơi mà yêu cầu ánh sáng nó mạnh nha mọi người, những cái công việc mà yêu cầu ánh sáng cao ha. Đây. Và ngoài 48 cái chip LED bóng sáng ánh sáng trắng nha mọi người. Đây, những cái bóng LED màu vàng trên là ánh sáng trắng ha. Và nó còn trang bị cho mình thêm 8 cái LED cảnh báo nha mọi người. Đây, những cái LED màu dải LED màu trắng ở dưới ha, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây. Là LED cảnh báo rồi, LED nhấp nháy xanh đỏ ha. Thì mình có thể sử dụng cái LED cảnh báo này trong nhiều cái trường hợp khẩn cấp, như là mình đặt ở phía sau của xe ô tô khi mà lỡ xe mình có bị hỏng hóc rồi ha, để cảnh báo những cái phương tiện ở phía sau. Hoặc là mình sử dụng trong những cái hoạt động là tìm kiếm cứu hộ cứu nạn rồi. Đây. Những cái trường hợp khẩn cấp ha. Và đặc biệt thì cái chó đèn nó cũng thiết kế rất là độc đáo nha mọi người. Thì đây, mọi người thấy thì nó rất là sâu nha mọi người. Đây, thiết kế hõm vào rất là sâu ha. Và cái chó này thì nó cũng có cái kích thước rất là rộng nha mọi người. Đây, thì nó với cái thiết kế này thì nó sẽ cho cái phạm vi chiếu sáng là đến 30m² nha mọi người. Thì ngoài ra thì cái sản phẩm này nó còn trang bị cho mình 3 chế độ sáng ha, chế độ sáng mạnh, sáng vừa và chế độ nhấp nháy xanh đỏ nha mọi người. Thì mình có thể treo cái đèn này ở trên những cái vị trí cố định ha, hoặc là mình gắn trên cái chân đế này. Đối với chân này thì mình có thể xoay cái đèn 360 độ mọi người. Mình có thể dễ dàng điều chỉnh được cái hướng chiếu sáng của mình ha. Đây. Đây. Chân này là hợp kim nhôm mọi người, rất là nhẹ và rất là chắc chắn ha. Có thể chịu những cái va đập mọi người. Và mặt kính này thì nó sẽ sử dụng kính cường lực cho mọi người.
có thể chịu được những cái tác động từ thiên nhiên là con người ha, những nơi mà dễ xảy ra va đập như là công trình công trường xây dựng như thế, mọi người đây chịu được mưa gió động đất sóng thần gì đó, chung thì chấp mọi điều kiện thời tiết mọi người. Thì ở mặt sau thì mình sẽ có hệ thống tản nhiệt nha mọi người, đây thiết kế là nhôm hết ha, nhôm tản nhiệt rất là tốt mọi người. Phần tay cầm thì có lớp xốp cầm rất là im ha. Đây ở phía sau thì mình cũng có thông số kỹ thuật nha mọi người, như lúc nãy mình đã thông tin ở ngoài cái vỏ hộp ha, thì nó cũng là logo thương hiệu Sapphire ha, sử dụng bóng led FS1A ha, kích thước công suất giả nhiệt màu, đây tiêu chuẩn chống nước nhiệt độ hoạt động mọi người. Đây đây ha, thì cái đèn này nó sẽ sử dụng nguồn là pin sạc nha mọi người, pin pin là 32650 ha, và dung lượng là 4500 mAh mọi người, thì nó sẽ cho cái thời gian hoạt động liên tục là 4 giờ ha. Đây ở dưới đây thì mình sẽ có cái cổng sạc nha mọi người, đây cổng sạc này chống nước luôn ha, đây khi sạc xong thì mình sẽ đậy cái nắp này lại mọi người, và bên đây thì mình sẽ có công tắc bật tắt đèn, đồng thời là cái công tắc chuyển chế độ nha mọi người. Đây những cái khe rãnh tản nhiệt giúp cho đèn sử dụng trong thời gian dài mà nó không có bị nóng ha. Đây gắn vào chân nha mọi người, chân thì dây nó sẽ có một cái ốc vít ha, và mình sẽ cho vào cái lỗ này. Bắn nó ra nha mọi người. Đây cái đèn lên, bắn nó vào cái lỗ này, mọi người thấy không? Đây rất là dễ dàng nha mọi người. Đây mình có thể điều chỉnh được cái hướng chiếu sáng ha, nó hai góc này ra. Đây mọi người, xoay 360 độ luôn, mình có thể xoay cái kiểu nào cũng được. Đây xoay 69 kiểu luôn nha mọi người. Đây bật đèn lên ha, nhấn công tắc ở phía sau. Đây mọi người, chế độ sáng mạnh nhất, chế độ sáng vừa và chế độ nhấp nháy xanh đỏ mọi người. Đèn này là đèn bullet ha. Đây mình xin nhắc lại là cường độ sáng của đèn là 850 lumen mọi người, và công suất là 25W và giả nhiệt màu là 8000K mọi người, và cái diện tích chiếu sáng của đèn là lên đến 30m² ha. Đây rồi bây giờ thì mình sẽ điều khiển bằng cái remote ha. Remote thì khi mọi người mua về thì đây nó sẽ có cái miếng để ngăn cực pin nha mọi người, để không có bị hao pin ha. Đây ở đây thì mình sẽ có open là mở đèn lên, nhấn cái ha, tắt đèn, mở đèn ha, và mình sẽ có điều chỉnh cái cường độ sáng của đèn nha mọi người. Đây đây ha, tăng cường độ sáng lên. Được rồi, và hẹn giờ tắt ha, đây có là 1 giờ là 3 giờ mọi người, đây chớp 3 lần là 3 giờ ha, và chuyển chế độ. Đây nếu mọi người lắp cái đèn này ở trên cao thì mình sẽ sử dụng cái remote này nha mọi người. Đây hoặc là mình lắp ở ngoài sân chẳng hạn thì mình có thể ở trong nhà mình bấm nó ha, mình điều chỉnh nó, điều khiển nó rất là dễ dàng. Đây siêu xịn sò luôn, xuyên ban đêm luôn nha mọi người, rất là phù hợp những cái công việc mà yêu cầu ánh sáng cao và diện tích chiếu sáng rộng ha. Đây tắt cho mọi người. Đây tắt, chất liệu là hợp kim nhôm nha mọi người, cho nên mình cầm nắm sách đi tới lui rất là thoải mái ha. Mình sẽ thử tắt cái đèn phòng của mình. Đây phòng mình thì cũng còn hơi sáng nha mọi người, một xíu thì mình sẽ lồng vào một cái đoạn test đêm để cho mọi người xem cái độ sáng của sản phẩm ha. Hãy bật đèn lên, đây ló con mắt luôn, chuyển chế độ nha mọi người.
Đây ha, chuyển chế độ sang mạnh nhất, chế độ sang vừa và chế độ nhấp nháy xanh đỏ nha mọi người. Đây. Này hả? Sử dụng đi cắm trại cũng rất là ok nha mọi người. Video test đèn Sufi FS1A. Sử dụng remote điều khiển từ xa, nhờ chế độ xa. Thì nếu như mọi người thấy thích dòng sản phẩm đèn pin công trình công trường xây dựng đa năng này á, thì mọi người cứ tham khảo trực tiếp ở địa chỉ là số 12 ngõ 151 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, và khu vực miền Nam là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Số line là 0912245744 và 0974444097. Trang web là điện.com.vnnhầm.net mọi người. Thì trên trang web của mình cũng còn rất nhiều những dòng sản phẩm đến từ đèn pin siêu sáng, đến từ các thương hiệu rất nổi tiếng nha mọi người, như là của Zentot của Nhật Bản ha, Lenzer của Đức, Maclai của Mỹ, Bushnell của Mỹ ha mọi người, và Maclai của Mỹ ha, hoặc là những dòng giá rẻ, giá bình dân mà nhưng mà độ sáng rất là cao và cũng độ bền rất là ổn mọi người, như là của thằng Sufi của Hồng Kông này ha, là Wuxing, Trichfy gì đó, Ultrafy, chung có rất là nhiều, mà cứ tham khảo trên kênh YouTube của mình. Và những dòng đèn, ngoài những dòng đèn pin siêu sáng thì mình còn có những dòng đèn pin LED, đèn pin tự vệ, đèn pin lặn, đèn pin cứu hộ, hoặc là những dòng chống cháy nổ mọi người. Những dòng thiết bị quang học như là ống nhòm ngày, ống nhòm đêm, kính thiên văn, kính thiên vi á, thiết bị kỹ thuật số, rồi công nghệ khung ảnh số, máy gam, camera hành trình, micro dây có dây micro nghỉ, camera dưới nước, camera nội sông nghiệp, và những dòng thiết bị đo lường các loại. Đây thì mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người, và mọi người nhớ like, đăng ký kênh YouTube của mình để khi mình ra video thì mình sẽ không bỏ lỡ những cái sản phẩm hàng hot, hàng độc đáo của mình ha. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.